Xin chào cả nhà. Hi. Hello. Bạn nào chưa thi bằng lái xe thì liên hệ Hiếu nha, mình sẽ hỗ trợ cho. Mà bằng lái xe máy nè, ô tô nè, bằng gì cũng có ha. Ha. Cứ liên hệ Hiếu sẽ hỗ trợ ha. Thi là đậu ha. Đó. À, Hiếu chỉ chuyên là bằng lái xe máy thôi ha. Còn ví dụ bên cái khác thì Hiếu nhờ anh chị gì đó, đồng nghiệp người ta hướng dẫn giùm ha. Nói chung là cố gắng đăng ký thì Hiếu hỗ trợ hết mình cho ha. Bạn nào đã từng làm việc với Hiếu rồi sẽ biết, Hiếu sẽ là người tới coi các bạn thi sao luôn, hỗ trợ các bạn luôn. Từ khi các bạn đăng ký đúng không, Hiếu hỗ trợ các bạn học mẹo luôn. Có ai hướng dẫn các bạn học mẹo chưa? Hiếu nha, chỉ có Hiếu thôi ha. Còn có người khác thì nói chung là người ta cũng biết chiêu của tôi để hướng dẫn ha. Nói chung không sao à, đồng nghiệp mà học hỏi nhau cũng không sao ha. Nói chung là làm sao để hỗ trợ các bạn đậu thôi. Tôi thì tôi có lương cứng rồi đó. Nhưng mà sao có nhiều học viên để có cái doanh số để mai mốt xếp thưởng nữa ha. Nên là cũng đang chạy doanh số à, cũng mong có tiền thưởng chứ tôi ăn lương cứng nè ha. Nên là cố gắng làm cho sếp ha. Bạn nào chưa thi thì liên hệ Hiếu nha ha. Có ý định đang thi thì hãy liên hệ, Hiếu sẽ tư vấn ha, yên tâm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video.